nỗi lòng thiết tha cho dù đắng cay, tâm tư luôn sống hướng những ngày tháng qua với tình thương, dù khổ đau vững niềm tin và hy sinh cay đắng gian truân vì tương lai con cháu với đời, và yêu thương bao nỗi lo toan cùng bầy con giữ đời mẹ xanh. Nước mắt rơi vẫn tươi cười, nuốt đắng cay sống xuân thì quý bà đáng yêu nếm trải xót xa, nên vui vui sống sống cho đời, dâng trọn ước mơ giúp tình thương với đàn con. Quý bà sống vui cho đời mãi xanh mãi xanh. Quý bà sẽ và hy sinh cay đắng gian truân vì tương lai con cháu với đời, và yêu thương bao nỗi lo toan cùng bầy con giữ đời mẹ xanh. Nước mắt rơi vẫn tươi cười, nuốt đắng cay sống xuân thì nước mắt rơi vẫn tươi cười, nuốt đắng cay sống xuân thì nước mắt rơi vẫn tươi cười, nuốt đắng cay sống xuân thì. Rồi, cái chân vậy hen, hen. Con cầm cái kiếm, con cầm cho đàng hoàng lại coi. Nội này, nội la con hoài à. Nội xin lỗi, để về cho nội thấy cái mặt nội nè. Đó, con. Con thấy nội đẹp giống cô người mẫu này không? Dạ đẹp. Giống không? Dạ giống. Nhưng mà cái cô trong hình trẻ hơn nội. Tất nhiên rồi, tại vì nội tóc bạc mà làm sao nội mà không có tóc bạc là nội giống vậy á. Đây đây. Công nhận nội của con tạo dáng đẹp ghê, không khác gì người mẫu chuyên nghiệp. Chà, thiệt không hay là nịnh bà nội đó? Con nói thiệt á, nội của con rất là có năng khiếu. À nội ơi, sao nội không đi thi cái chương trình gì mà người đẹp tuổi 50 á, còn chắc thế nào nó cũng đạt giải á. Chừng nào mà có cái chương trình đó đó, con đi đăng ký cho bà nội đi. Dạ. Bà nội mà được giải á, cái nội chia cho con 50%. Nội ơi, chắc hồi xưa là đẹp lắm hả? Trời ơi, còn phải hỏi nữa. Ở trong vùng của bà nội á, bà nội nổi tiếng là người đẹp nhất vùng luôn á. Nội là chân mệnh thiên nga mà con. Ủa, nào giờ con coi phim chỉ nghe có chân mệnh thiên tử, chứ có nghe chân mệnh thiên nga bao giờ đâu. Con ơi, chân mệnh thiên tử là người ta thường gọi rồi, còn chân mệnh thiên nga mới là hàng độc chứ. Hả? Vậy hả nội? Ờ? Ủa, nhưng mà nội ơi, sao lại là chân mệnh thiên nga vậy? Bà nội nói giỡn thôi, chứ cái chữ mà chân mệnh thiên nga là bà nội tự đặt cho mình á. Chuyện nó là vậy nè. Hồi xưa lúc mà mẹ của bà nội á, là bà cố của con á. Dạ. Nằm chiêm bao cái thấy cái đêm đó tự nhiên có một con thiên nga nó trắng muốt, nó xà xuống bụng bà cố á. Cái sau đó cái bà cố có bầu, bà cố đẻ ra bà nội, cái bà cố đặt tên là Thiên Nga. Mà nội ơi, hồi lúc nội mang thai ba con nè, chú rồi cô Út á, nội có nằm mơ thấy đại bàng, kim công hay là quả mi đáp xuống bụng nội không? Làm gì mà có chuyện hy hữu như vậy. Ủa vậy sao nội đặt tên ba con là đại bàng, còn chú là chăn công, còn cô Út là quả mi, con là hoàng yến, còn em con là phụng hoàng, toàn tên các loài chim không à? Tại vì bà nội muốn dòng họ nhà chim của mình sẽ có một đại bản doanh.
tất cả những người mà có tên họ Chim là sẽ nằm trong đại bản danh của bà nội hết trơn á. Anh Bàn, báo cáo của em anh làm xong chưa? Tôi đang làm nè, từ từ đi, sắp xong rồi. Cái bà này, việc của tôi ảnh còn chưa làm xong, làm sao tới lượt bà được. Anh xem giùm em luôn đi. Còn nữa nè anh, cái này em dặn anh từ thứ hai tuần trước rồi mà anh vẫn chưa làm xong cho em. Thì từ từ tôi phải làm xong cái này rồi mới tới cái này chứ. Anh làm gấp cho em đi, bây giờ người ta hối quá rồi. Thôi rồi, từ từ tôi làm cho, đừng hối đừng gấp nữa mà. Nhớ nha anh. Nhớ rồi. Khi nào mình sẽ nhuộm tóc cho nó trẻ ra? Chắc chắn là sẽ trẻ rồi đó. Má ơi, con vô được không má? Vô đi con. Má đang làm gì vậy má? Đâu có làm gì đâu. Con gái có chuyện gì muốn nói với má phải không? Dạ không, hôm nay con không có giờ dạy. Con sợ má ở nhà một mình buồn nên con qua chơi với má nè. Tất nhiên là con nói chuyện với má thì má sẽ vui rồi. Nhưng mà má sẽ vui hơn Nếu như giờ này con đang ngồi uống cà phê với một người nào đó và tâm sự. Nữa, cứ hễ thế mà con là má lại nhắc tới chuyện đó. Bộ má sợ con ế chồng hả? Họ Mi à, con là con gái của má. Má chỉ có mình con là con gái à. Con phải yên bề gia thất thì má mới yên tâm chứ. Má còn nhắc vấn đề này nữa. Là con đi về phòng á. Thôi má xin lỗi. Khó quá à. Rồi được chưa? Để anh. Không được. Mình là gái đã có chồng con, không được tự tiện hẹn hò với người đàn ông khác. Không thể nào được. Alo. Dạ em nghe nè anh. Em đã nhận được tin nhắn của anh chưa? Anh chờ hoài mà không thấy em trả lời. Dạ, nãy giờ em bận, em không có để ý. Có chuyện gì không anh? Anh muốn mời em tối nay đi ăn. Em đừng có từ chối nha. Dạ, tối nay em bận rồi anh. Xin lỗi anh. Cấp trướng à. Anh muốn nói là em ráng sắp xếp dùng bữa tối với anh nha. Tại vì sáng mai anh bay về Mỹ rồi. Anh muốn tạm biệt em. Dạ thôi được rồi, em sẽ cố gắng sắp xếp để đến. Dạ, chào anh ạ. Vậy thì hay quá. Nhất định em phải đến nha. Lát nữa anh sẽ nhắn địa chỉ cho em. Thôi, anh chào em. Dạ. Má có thích đi du lịch không? Còn một vé cho má đi du lịch nha. Du lịch thì má thích lắm. Nhưng mà sao má cứ nghĩ phải chi cả nhà mình cùng đi du lịch thì má thấy điều đó nó sẽ tốt hơn. Biết khi nào cả nhà mới có thể sắp xếp đi du lịch cùng nhau được hả má? Thì cũng sẽ thu xếp được chứ con. Với lại thôi từ từ đi ha. Má còn trẻ mà. Má còn nhiều thời gian mà. Há con ha. Dạ. Má, thấy má buông hết chuyện làm ăn ra, anh em tụi con mừng lắm. Đúng là khó khăn lắm má mới quyết định được đó con. Tại vì mình vẫn còn khỏe nè. Cứ ngồi không an nhàn má thấy tiếc lắm. Nhưng mà sau đó má nghĩ cái chuyện đứng ra chăm sóc con cháu nè. Rồi mình chăm chút cho bản thân mình. Cái đó cũng là niềm hạnh phúc vậy. Đúng rồi đó má. Bây giờ má thích làm gì, má muốn làm gì thì má cứ làm cho thỏa mãn bản thân nha má.
À, Quả My, My nè. Dạ. Còn à, con thấy má có già không? Không, má của con trẻ và đẹp lắm má à. Má cũng nhận thấy là mình lớn tuổi nhưng mà chưa có già. Đúng rồi. Bởi vậy à, má quyết định là má sẽ à, má, má định làm cái gì? Bí mật. Rồi các con và các cháu của má sẽ có một điều bất ngờ hứng thú. Mẹ. Ủa con, sao về sớm quá vậy con? Dạ tại vì hôm nay cô giáo con bệnh, không có người dạy thay, cho nên lớp con được nghỉ tiết cuối đó mẹ. Vậy hả? Dạ. Sao con không về nhà, rồi bà nội lo rồi sao? Con có gọi điện báo nội rồi. Mẹ, tối nay con muốn mẹ dẫn con đi ăn kem nha. Mẹ. Tối nay hả? Dạ. Bữa khác nha con, tối nay mẹ bận rồi. Con không chịu đâu, con muốn ăn tối nay à. Mẹ, dắt con đi ăn kem đi mẹ. Chút á, con rước em con về, rồi con gọi điện cho ba. Ba đi làm rồi ghé qua đây, cả nhà mình cùng đi ăn kem nha mẹ. Mẹ. Cũng được. Quá không mẹ. Em đẹp lắm. Ý chết, má em gọi. Ủa? Đợi em chút nha. Con thích nhất là mỗi lần ba mẹ dắt tụi con đi chơi hoặc đi ăn. Con muốn là gia đình mình lúc nào cũng như vậy nha ba mẹ. Nhà mình lúc nào cũng vui vẻ như vậy mà. Sao con lại nói câu đó? Tại con thấy bạn con á, ba mẹ nó ly hôn rồi, tội nghiệp nó lắm. Con à, con đừng nghĩ bậy bạ như vậy nghe chưa. Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau hết. Ba mẹ thương yêu nhau hết lòng, thương yêu các con nữa, làm gì có chuyện đó mà con lo. Nhưng mà trước đây mấy tháng gia đình nó còn đầm ấm lắm luôn á. Ba mẹ nó còn dắt chị em tụi nó đi Đà Lạt chơi nữa. Thôi con, chuyện nhà người ta con đừng có suy nghĩ nhiều. Với lại nhà mình đang vui vẻ như vậy, đừng nghĩ đến chuyện buồn nữa con. Dạ. Yeah, yeah, chị hai bị lạ. Yeah, yeah, chị hai bị lạ. Thôi con. Dạ, con xin lỗi ba mẹ. Thôi, ăn tiếp đi con. Dạ. Bây giờ ăn kem xong, mấy con muốn ăn cái gì nữa, hoặc là đi đâu chơi, ba mẹ chịu hết. Thiệt hả ba? Yeah. Anh đang ngồi chờ em ở chỗ hẹn, không gặp em thì anh không gì. Xin lỗi anh nha, em đi vệ sinh một chút. Ừ. Ba ơi, hình như mày có bí mật gì á. Vừa nhận tin nhắn xong á, là mẹ đi vệ sinh liền luôn á. Con đó nha, con trai gì mà nhiều chuyện quá. Con muốn ba mét mẹ không? Thôi, đừng mét ba, con nói giỡn thôi mà. Mà nè, từ đây về sau á, không có được tới chơi chạy nữa nghe không? Dạ. Mẹ con là người mẹ tốt nhất ở trên đời. Mẹ thương cho con mình như vậy. Bây giờ là không có cái gì riêng tư bí mật gì hết. Dạ, con biết rồi. Thôi ăn đi. Đợi mẹ ra rồi mình đi chơi luôn ha. Dạ. Alo. Anh về đi, đừng có đợi em nữa. Tối nay em không đến được đâu. Không, anh sẽ đợi em. Bây giờ trễ mấy anh cũng đợi em mà. Không được đâu. Anh thông cảm nha. Tối nay vợ chồng em đưa hai đứa nhỏ đi chơi. Bữa khác em gặp anh nha. Biết sao bây giờ. Thôi được rồi, em đã hứa rồi đấy nha. Vài bữa nữa anh sẽ trở về Việt Nam. Nhất định em phải đi gặp anh á.
Dạ rồi, em nhớ rồi. Em chúc anh thượng lộ bình an nha. Em có biết không, không được gặp em, anh nhớ em nhiều lắm. Bye em. Vậy nha. Em chào anh. Trò gì đó để cho cả bỏ tập kẹo gái luôn. Chuyện này chị để cho em. Tối nay phải cho Quảng Thư nhắc nhéo anh Công tơi bời qua lá luôn. Vô. Vô đi. Vô. Anh sẽ yêu mãi em thôi. Yêu đến một kiếp mai sau. Cho dấu năm tháng nhàn nhòa. Tình này vẫn mãi trao em. Sẽ có những lúc trái tim ta buồn. Sẽ có người ơi buồn chi đời ta là mây. Hãy đến với nhau đêm này. Trời. Sao giờ đứng đây vậy? Đi ra ngoài này nè. Đi ra ngoài. Đi ra đâu? Đi ra đây nè. Thầy ơi. Trời. Cửa kẹt không? Mày sao mà nói hoài không nghe vậy? Hả? Cứ nhậu hoài hà. Rồi sai xỉn rồi về nhà rồi nằm đóng đó. Không có chịu cơm nước gì hết là sao? Rồi còn tính ám sát không nữa. Rồi không miễn rồi. Không còn thỉ á. Không miễn rồi. Ghê vậy đó. Mày muốn nhậu xỉn như này nữa là chết với tụi chứ. Nghe chưa? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi nó đây nè. Trời ơi. Kỳ này là ông chết ông với tôi rồi nghe. Nè. Nè, đó. Má với con Út coi đi. Từ nay về sau đừng có bao giờ nói là con vu oan vu khống gì cho anh Công hết nữa nha. Trời đất ơi, cái thằng này thiệt. Quá trời, hết nói nổi mà. Con đi lên lầu, con lôi nó xuống đây cho má hỏi tội nó. Đi, lôi đi gì lẹ được lên. Mà lôi. Ngày nào cũng vậy hết trơn á. Ăn chơi trác tán nguyên một ngày xong rồi về nhà là nằm ngủ mê mệt luôn. Chị có giận gì thì giận, nhưng cũng đừng có làm quá mọi việc lên như vậy chứ. Anh ba là người có công ăn việc làm đàng hoàng, làm gì chỉ nó ảnh ăn chơi lêu lỏng trác tán là sao? Trời đất ơi. Chứng cứ đây nè. Chứng cứ sờ sờ ra đó mà em còn binh anh của em nữa hả? Phải mà. Tôi biết mà. Trong cái nhà này tôi chỉ là người dân thôi à. Nè Thư, má không muốn nghe con nói câu đó nghe. Từ ngày cưới con về đây, lúc nào má cũng coi con như là con ruột ở trong nhà vậy. Con xin lỗi má. Nhưng mà má nghe Út nói đó, giống như là, nó nói giống như là con đổ tội cho anh Công vậy đó. Em không có muốn chị làm lớn mọi chuyện lên như vậy. Chuyện đâu còn có đó. Để em ba ngủ dậy hỏi ngọn nguồn như thế nào chứ. Lỡ đâu có ai đùa giỡn thì sao? Trời đất ơi, sau này ghen em lấy chồng á,
Em mà gặp phải một người chồng trăng hoa giống như anh của em á, rồi lúc đó mới biết được nỗi khổ của chị nè. Má, má ơi, con khổ quá má ơi. Thôi thôi thôi, được rồi, bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Sáng mai nó tỉnh rượu, má sẽ hỏi tội nó trước mặt con. Thôi không có khóc nữa, bình tĩnh nghe. Nghe. Tại má không biết á, ảnh á, con người của ảnh là trăng hoa dữ lắm. Trời ơi hả, đi ra đường á, gặp con gái là nhìn tao đối con mắt muốn rớt xuống dưới đất luôn vậy đó. Vậy mà bao nhiêu lần rồi, ảnh hứa với con bao nhiêu lần rồi, vậy mà chứng nào vẫn tật đó, có thay đổi gì được đâu. Nếu chị đã biết tính ảnh như vậy rồi á, thì còn khóc lóc làm gì nữa. Ảnh có ngắm nhìn ai á, thì cũng là chồng của chị, có sức mẹ miếng nào đâu. Trời ơi, má, má nghe Út nói không? Hoa Mi. Con là vợ, không lẽ bây giờ con thấy chồng mình lăng nhăng, con biết con bị phản bội vậy mà con vẫn không có quyền được lên tiếng hay sao hả má? Con không có được nói như vậy nghe. Rồi rồi, má biết rồi con. Thôi chuyện của chị tự giải quyết đi, em không xen vô nữa. Má. Thôi 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 nè, bây giờ bình tĩnh. Thôi thôi, được rồi, mai nó tỉnh rượu má sẽ rầy dạy nó, má sẽ rầy la nó, được chưa? Vừa ý không? Còn bây giờ là không tức giận, không khóc. Khóc là mau già, biết chưa? Không có khóc nữa. Dạ. Rồi rồi. Nhưng rồi mà má phải hứa với con là má phải giải quyết cái chuyện này, không thôi là con không có chịu đâu. Rồi má giải quyết, con cứ yên tâm hen. Đây nè, đây nè. Đây nè. Trời. Trời ơi. Vậy hả chị? Dòng qua như vậy, rồi như vậy. Đó. Hay không? Hay quá. Em mà không hay sao được. Em làm lại lần nữa đi. Dạ. Không phải. Giơ tay cao lên. Đúng rồi. Vậy hả chị? Rồi gì nữa đúng giọng không? Giọng ta. Em mà, em sẽ tập chơi giỏi như vậy luôn. Tới chị, tới chị. Không, em đang chơi mà. Thôi, cho chị chơi chút đi. Kịp chứ? Em biết chơi rồi mà. Dạ. Em đang suy nghĩ gì vậy? Có suy nghĩ gì đâu. Em em thấy hai đứa nhỏ đó. Nhớ ngày nào tụi nó còn nhỏ xíu anh hả? Ừ, mới đây mà đã lớn tướng lên rồi. Nè, thấy chị chơi giỏi không? Chị giỏi. Ráng tập đi, mai mốt cũng được cho chị thôi. Anh biết rồi, chị phải cố gắng để hơn chị luôn. Nè, anh chơi đi. Dạ. Hay quá ta. Chứ sao? Tức quá đi. Má. Vợ chồng thằng này á, cứ vài ngày là xảy ra chuyện. Thiệt là mệt với tụi nó ghê luôn á. Mà có chuyện gì to tát đâu má. Toàn chị ba ghen tuông không à. Thôi, thông cảm cho chị đi con. Ớt nào mà ớt chẳng cay hả con? Nhất định á, mai này con mà có chồng, chồng con mà trăng qua là con ly hôn liền. Còn nếu mà là đùa giỡn, chỉ là bạn bè thôi, thì con chẳng bận tâm làm gì đâu. Thôi nha, đừng nói giỏi nghe con. À, má nè. Hồi xưa má có ghen với ba không? Hồi đó ba má nghèo rớt mồng tơi, suốt ngày cứ gánh ve chai đi rau đi mua đến khan cả cổ. Hễ về tới nhà thì lo chăm sóc con cái. Ba con còn hơi sức đâu mà mèo mã, má còn hơi sức đâu mà ghen biết nữa. Nhắc tới mà thấy thương ba con. Cả đời vất vả nhọc nhằn, tới chừng cuộc sống khá lên một chút, ông bỏ má con mình ông đi.
má. Má đừng buồn mà má. Ba ở trên trời linh thiêng cũng hài lòng vì má đã nuôi dạy ba anh em con nên người như vậy nè. Hồi đó ba thương má lắm. Ba biết là má thích mặc đồ đẹp, thích vui chơi, cho nên ba cứ động viên má hoài à. Ba nói thôi ráng làm, ráng làm đi, mai mốt con cái lớn lên ông sẽ mua sắm cho má nhiều đồ đẹp, ông sẽ dẫn má đi chơi khắp nơi. Má, bây giờ mình có điều kiện rồi, má hãy sống cho má nha, sống cho phần của ba con nữa. Má sống sao cho bản thân mình vui vẻ nha má. Nha má. Má biết phải làm gì, nhưng mà má mong là các con đứa nào cũng ủng hộ má nha. Má tin con đi, mọi người sẽ ủng hộ má mà má. Thôi con lên lầu ngủ trước nha. Ngủ đi con. Cậu, hồi chiều ba cậu mới điện về hỏi thăm cậu. Cậu có căn dặn gì không? À, thôi được rồi, cảm ơn dì Năm nghe. À, dì ngồi xuống đi. Dì Năm nè, ba tôi gọi về, ba tôi nói gì vậy? Thì cũng vẫn chuyện cũ thôi. Ông hỏi tôi mấy tháng nay cậu có đưa cô gái nào về nhà không? Ba tôi, ông rảnh thiệt á. Ông lo chuyện vợ con của tôi còn hơn tôi nữa. Thì cha mẹ nào không lo cho con cái. Cậu đâu còn nhỏ nữa đâu, cậu phải lo chuyện vợ con. Không thôi mai mốt á, phải chịu cảnh cha già con muộn đó. Cậu cứ quen hết người này tới người khác, không chịu dừng chân gì hết. Vì làm như tôi không muốn lấy vợ vậy đó. Chị cũng thấy rồi đó, những đứa mà tôi quen á, chỉ là dạng như là chơi qua đường thôi, gặp cho vui thôi. Có đứa nào mà đủ tư cách làm vợ tôi đâu. Tôi không biết là có phải cậu khó tính, kén chọn hay không, hay là cậu chỉ quen mấy cô gái mà ở chốn ăn chơi không à? Chị đang mỉa mai tôi đúng không? Hử? Tôi nói cho chị biết nha. Ở bên nước ngoài á thì có ông già tôi. Còn ở đây á, trong cái ngôi nhà này nè, là có gì đó. Hai người mà làm quá á, tôi đi tu luôn à. Anh xin lỗi mà em. Lỗi cái gì? Đi, tôi kêu anh đi không? Đi ra ngoài đường mà ôm mấy cái con nhỏ đó đi. Có con nhỏ nào đâu. Giờ yêu quý của anh à. Anh đã giải thích cho em từ hôm qua tới bây giờ rồi mà em cũng không tin làm gì. Chẳng qua là mấy người bạn của anh cũng giỡn thôi. Anh đâu có phản bội em đâu, thiệt mà. Tôi không tin. Bằng chứng rõ ràng như vậy mà anh còn chối hả? Được rồi, em không tin không? Anh thề đó, tôi trời. Anh thề tôi cũng không tin đâu. Bây giờ, ai muốn anh phải làm sao đây? Hay là anh mua tiệm cho em thấy nha. Hả? Anh không bầu cái gì hết trơn á. Anh nói những cái lời ngon ngọt với tôi. Tôi đã bỏ qua cho anh biết bao nhiêu lần rồi, hả? Bây giờ anh nói đi. Con nhỏ có cái mỏ nỏ chét đâu, nó có cái gì hơn tôi hả? Ba má nó làm cái gì? Nó ở đâu? Nhà nó ở đâu hả? Quá, tôi hoài không tin vậy. Em đã quyết vậy rồi, anh cũng không biết phải sao nữa. Con ba, cả phòng đi karaoke, cả phòng luôn chứ không phải đi với ai hết mà. Đi. Anh đưa em đi. Gì? Đi đâu? Đi với gặp mấy người trong phòng anh để làm chứng cho anh chứ đi đâu? Không, tôi không có ở phòng đâu mà tự nhiên tôi đi hát karaoke với mấy người trong phòng của anh. Bây giờ anh giải thích đi, còn cái vết son môi là sao?
hả? Cái vết sụn mồi trên áo của anh là sao? Thì người ta chụp kẹo anh để làm cho anh ghen vậy thôi, chứ có gì đâu. Chứ anh nghĩ đi, người ta hung má, hung môn, chứ ai mà hung trên đây kỳ vậy, đúng không? Cố tình chọc anh. Thành công. Thiệt mà, anh nói thiệt mà. Trong tim của anh chỉ có một mình em thôi nè. Đâu? Nè nè, thấy không? Đó, tên Minh Thư nè, đó thấy không? Đó. Đừng có nghi ngờ tội nghiệp anh. Anh xin thề, anh mà có nói nửa lời gian dối, anh chịu gì cũng chịu. Thiệt mà. Tha cho anh lần cuối đó. Dễ thương quá à. Dễ thương kìa. Chị đâu? Giờ cười cái cho anh vui. Cười giống quỷ vậy trời. Vậy không, em cười giống mỹ nhân. Mỹ nhân trong lòng anh. Xạo lắm. Anh nói thiệt mà. Dám nói em cười giống quỷ. Đâu có hả? Trời hả? Em giết anh chết. Trời ơi giết người. Dám nói em cười giống quỷ phải không? Giết người. Chết trời, đi bóp cổ anh mà. Chết anh lắm. Chết đi. Trời nói thiệt bà. Đâu có nói giấu. Dám nói em cười quỷ hả? Em mới người ta giết người. Ơi em ơi đau quá em ơi. Chết cho anh vừa lòng. Tưởng chưa hả? Ây da. Anh nói thiệt mà. Xạo lắm nè. Buông ra buông ra. Đau quá đau quá. Mai mốt còn như vậy nữa là chết nghe chưa? Nghe chưa? Trời ơi, giờ ơi, ta cho chúng bà trời ơi, đau quá. Đó, cho anh chết nè. Bỏ ra. Đừng, da. Chết nè, đó, nè. Hay quá. Chết nè. Ôm luôn. Má. Mẹ. Bữa nay học có giỏi vui không con? Dạ vui mẹ. Bữa nay hả? Con được 2 cái điểm 10 luôn. Giỏi quá. Dạ, chị mẹ dẫn con đi ăn kem nha. Ừ. Con làm bài kiểm tra 10 điểm luôn á mẹ. Giỏi quá. Giải trường này hả? Dạ đúng rồi. Cô ơi, hôm nay cô nghỉ dạy hả? Dạ đúng. Chào anh. Hàng hiếm đó nha. Chị với má đi. Đi, em nói chuyện với má đi. Em nói đi. Em nói với má. Má đã từng dạy các con. Má nói rằng trên đời này không gì quý bằng một gia đình đầm ấm. Hai đứa có nhớ lời má dạy không? Dạ, nhớ. Hồi đó khi các con thương nhau, các con đến với nhau, là do má ép hay là các con tự nguyện đến? Dạ, chúng con thương nhau, tự nguyện đến với nhau. Là hai con thương nhau. Vậy mà, tại sao không biết trân trọng cái hạnh phúc mà mình đang có vậy? Dạ. Bây giờ hai đứa nói cho má biết nè. Tại sao đã có vợ có chồng rồi mà lại đi ra đường lăng nhăng với người khác là sao? Dạ không có. Dạ không có đâu má. Dạ con chỉ thương mình Minh Thư thôi à. Vậy thì tối hôm qua đứa nào từ trên lầu chảy sòng sọc xuống, nghĩa là thảy cái áo vô mặt má rồi vừa khóc vừa la vừa đủ thứ là sao? Đứa nào? Dạ con hiểu lầm lắm á. Ơ
Dạ 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 phải rồi má. À, dạ, chắc là sự hiểu lầm thôi chứ tụi con thương nhau lắm. Dạ. Được rồi, tôi đã xem qua. Có gì ngày mai tôi sẽ cho thợ tới đây sửa. Yên tâm đi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Vậy ha. Dạ, chào anh. Chào anh. À, cho tôi hỏi, anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Dạ, anh cứ nói. Nếu mà được thì tôi rất sẵn sàng. À, anh cho tôi hỏi là giáo viên của mình ở đây á, là họ dạy giờ cố định hay là họ làm bạc tham vậy anh? Dạ cũng tùy anh. Có khi về buổi sáng, có khi về buổi chiều, có khi dạy cả tuần nữa. Dạ. À, tôi có chuyện này muốn nhờ anh, không biết là có làm việc anh không gì? Dạ, không có gì. À, chuyện là như vậy. Tôi có một người bạn. Nói chung là lâu lắm rồi chúng tôi không có được gặp và mất hết liên lạc luôn. Tình cờ thì tôi có gặp cô ấy dạ ở đây. Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua thôi. Tôi không có kịp gọi. À, vậy thì dễ thôi. Bạn anh tên là gì? Tôi chỉ cần tra danh sách giáo viên là biết liền. À, thật ra thì bạn của tôi cũng không nhớ tên nữa. Nhưng mà nếu mà tôi nhìn hình thì tôi nhận ra. Anh có thể cho tôi xem hình ảnh của giáo viên trường này được không ạ? Rất tiếc là tôi chỉ có thể giúp anh tra họ tên của giáo viên thôi. Còn hình ảnh thì nằm trong hồ sơ lưu. Mà cái này thì chỉ trường hợp có thanh tra. À, thôi được rồi, tôi hiểu. Cảm ơn anh. Hai đứa làm cái gì mà như là con nít vậy? Hả? Đang nói chuyện với má vậy mà sao? Dạ. Má đã dặn thằng Công rồi. Con phải noi theo gương ba. Có vợ rồi. Ra đường không được liếc điện thoại của em. Alo. Điện thoại của em mà. À, được rồi, được rồi. Đừng tới rồi. À, đứng lại. Sao? Ngồi xuống. Ba con ngày xưa, khi có vợ có con rồi, ra đường không bao giờ liếc ngang liếc dọc. Đàn ông mà đã có vợ rồi là không đùa giỡn, không bỡn cợt với bất cứ một người con gái nào khác. Biết chưa? Anh nghe má dặn chưa? Dạ, con nhớ rồi má. Còn Minh Thư nè. Dạ. Phụ nữ mà có chồng rồi á, thì có cái gì từ từ mà nói. Nhỏ nhẹ, dịu dàng. Con hiểu không? Dạ, đó. Con xin lỗi má. Mấy con phải nhìn thấy gương của anh chị hai chứ. Có thấy vợ chồng đại bàng nó ở nhau mười mấy năm rồi mà có một tiếng lớn nào không? Chị hai con đi làm việc mệt nhọc cả ngày mà không bao giờ kêu ca, không bao giờ than vãn một điều gì hết. Má, anh hai anh hiền như cục đất vậy đó. Đâu có giống như anh Công đâu. Thì đúng rồi. Má biết. Má biết là hai anh em á, tánh khí nó khác nhau lắm. Nhưng con đã lấy nó làm chồng, thì con phải tìm cách con uốn nắn, con sửa đổi. Mỗi chút là mỗi ghen, mỗi chút là mỗi la lên vậy. Đó, em nghe chưa? Nghe má dặn chưa? Hỏi chút là ghen. Ai chịu nổi? Anh Thư à, con là con dâu má cưới hỏi đàng hoàng. Má chỉ biết có một mình con thôi đó. Anh nghe chưa? Nghe má nói chưa? Má chỉ biết có một mình em là vợ của anh thôi. Bởi vậy từ nay về sau anh mà có gì hả, mét má cho coi. Mét nghi cái gì? Nghi tại em, hả? Biết ghen quá em hả? Ghen quá anh ghen cả. Dám không? Nhỏ. Chọc lại cho. Giống như hai đứa con nít vậy à? Ngồi nói chuyện với má mà làm gì vậy? Thôi à, hai đứa đi làm gì thì làm đi. Dạ. Dạ. Đi. Nè Công. Dạ. Đưa má coi cái số điện thoại nãy người ta gọi. Dạ. Bỏ nha. Bỏ dứt cái tật đó nha. Đang ngồi nói chuyện với má là bỏ cái kiểu mà tự bật điện thoại lên như vậy nha. Đi em. Dạ.
Em. Ủa, sao anh tới đây giờ này? Hả? Anh. Chuyện gì? Anh mượn em chút tiền. Mượn tiền hả? Ừ. Ủa, tuần trước anh đưa lương cho em rồi anh để lại cho anh 1 triệu đồng rồi mà còn mượn cái gì nữa? Sao? Anh bạn đồng nghiệp của anh kẹt tiền quá, anh cho mượn. Với lại chiều nay anh đi thôi nôi nữa, trong túi giờ còn có 50 ngàn à. Không biết bao giờ anh mới bỏ được cái tật bao đồng á. Thì đồng nghiệp mượn mình phải cho, anh thấy là chuyện bình thường mà. Bình thường cái gì? Có lần nào anh cho mượn mà anh đòi được tiền không? Nè, khoan đã. Nè. Cảm ơn em nha, anh đi nha. Khoan đã anh. Hôm bữa em nói với anh là cái chuyện là sang tìm điện thoại lại đó. Hôm nay em chở anh tới đó coi nha, được không? Trời ơi, anh biết gì đâu mà coi. Em thấy được là được à. Mà tiệm anh thấy vậy rồi, em mở rộng ra nữa em sao quản lý nổi? Thì em cũng đang nghĩ đến chuyện đó. Hay là anh nghỉ làm ở chỗ ngân hàng đi, đến phụ em buôn bán nha. Thôi thôi thôi, trời ơi, công việc của anh đang ổn định rồi tự nhiên em kêu anh nghỉ, không được đâu. Công việc anh sao? Lương tháng có 3 cọc 3 đồng. Em thấy ai làm ngân hàng cũng khá giả. Còn anh thì... Em lại so sánh anh với người khác nữa rồi à? Em không phải là so sánh, nhưng mà em thấy anh á, làm lương tháng không có nhiêu tiền hết á. Thôi thì ở nhà buôn bán với em nhiều khi còn khá hơn nữa đó. Anh có biết gì đâu buôn bán. Chứ lại anh thấy nhà mình đâu có khó khăn gì đâu. Buôn bán chút đỉnh, đồng ra đồng vô là đủ rồi. Tự nhiên làm lớn ra cực thêm cho em. Thôi thôi, đi đi. Thôi anh đi nha. Ủa, hôm nay thợ đâu mà sao phải tự đích thân em ra làm vậy? Tụi nó xin về sớm để đi đám cưới hết rồi chị. Mấy ngày trước đây á, chị có gặp ông xã em, thấy ổng có vẻ cưng em dữ lắm á. Em thiệt ra là cũng may mắn dữ lắm á. Trời ơi, chị biết không, chồng em với lại gia đình chồng em cưng em dữ lắm. Vợ chồng trẻ sống riêng với nhau mới là hạnh phúc á, chứ như chị đây sống chung với gia đình chồng chán lắm em ơi. Thì em cũng sống chung với gia đình chồng mà, nhưng mà rất thoải mái. Trời ơi, má chồng em thì dễ dãi, còn em chồng thì hiền, dễ thương. Còn vợ chồng anh trai chồng em thì biết điều lắm. Nói chung là không có sao hết. Trời ơi, vợ chồng em sống chung với đông người như vậy hả? Không được đâu em ơi, thế nào cũng có chuyện. Tụi em phải dọn ra ngoài sống thì mới có hạnh phúc. Tin chị đi, hồi lúc mới về làm dâu á, chị cũng như em bây giờ, nhưng từ từ rồi em sẽ thấy. Thiệt vậy hả chị? Em nhìn chị mà tránh, trước sau gì cũng có chuyện không hay. Người xưa có câu á, không sợ giặc ngô mà chỉ sợ bà cô nhà chồng thôi. Vậy mà em vừa sống chung với mẹ chồng, rồi sống chung với bà cô nữa, thì trước sau gì em cũng thấy. Chị có giận gì thì giận, nhưng cũng đừng làm quá mọi việc lên như vậy chứ. Anh ba là người có công ăn việc làm đàng hoàng, làm gì mà chị nói anh ăn chơi lêu lỏng trác tán là sao? Phải rồi, chuyện vợ chồng mình mà nó cũng xen vô, chắc chắn lâu ngày thế nào cũng sinh chuyện. Phải làm sao đây ta? Thời gian đi ta còn mãi.
năm sớm trôi.